Chào tất cả anh chị đã đến với buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay thì Bảo lại cập nhật chương trình rất là tốt về mức giá của công ty Osaka. Thì tối ngày hôm nay Bảo review sản phẩm máy cắt Osaka công nghệ Nhật nha. Sản phẩm này với mức giá là 1.350.000 là đã tốt so với những thương hiệu khác. Tối ngày hôm nay được giảm hẳn cho anh chị mình đang có chương trình còn có 1.250.000 à. Đó thì Bảo sẽ giới thiệu lại con máy này một tí xíu nha. Máy này thiết kế của máy á, là dây đồng 100% này, được bảo hành chính hãng là 6 tháng. Đó cái phần ở đây công ty có ghi hết nha. Rồi thương hiệu Nhật nhưng mà nhà máy nó vẫn lắp đặt tại China này. Với thông số kỹ thuật á, là máy này xài điện 220 50 Hz, công suất là 2.300 W. Vòng tua của máy á, là tối đa là 3.800 vòng và lưỡi là 355 nha. Đó mức giá mà 355 cắt sắt mà nguyên thùng như này nặng 13,5 kg mà mức giá có 1.250.000 đang được giảm giá. Thì Bảo thấy như này là nó quá rẻ so với những công ty khác rồi nha. Đó lúc mà anh chị mua thì nó sẽ có bao gồm những gì nha. Đó mẫu này là mẫu Osaka mẫu mới nha anh chị nha. Đó dòng mẫu mới nên là cái phần tem của nó sẽ khác biệt đời cũ một tí xíu nè. Đó là cái tem nó có cái mạc màu xanh ở đây. Rồi công suất 2.300 W mà máy là OSK 355. Rồi thiết kế của máy thì cũng đầy đủ chức năng hết luôn. Có khóa mở lưỡi này, lưỡi rất là to nha, để anh chị mình xài công trình cũng như là gia đình á, có thể là cắt được sắt lớn hơn. Rồi bên trong á thì sẽ được trang bị này, auto kẹp nhanh này, đó khung đế thì đúc xương rất là nhiều nha, nên là cho độ cứng cực kỳ tốt. Đó xương sóc quá trời nhiều luôn. Tiếp tục phần sản phẩm Osaka này á, thì Bảo bán nhiều cái phần mà cái phần này này. Ốp này nó cứng hơn những con máy khác. Nếu anh chị ở nhà có một con máy y chang này cùng giá này, đem ra cầm con này gắt te nó cực kỳ cứng luôn, rất là dày so với những thương hiệu khác nha. Rồi tiếp tục, máy thì thiết kế bên trong là sẽ có làm cái phần mà cốt lớn nè, đó lò xo thép rất là đen nha. Bên này sẽ có là chỉnh góc từ 0 đến là 45 độ lưỡi lớn nè. Rồi về phần đây thì sẽ có là một cái phần để anh chị thay lưỡi nha, quay sụp vào là dùng khóa mở để thay. Rồi tiếp tục về phần khung sườn của máy là máy thiết kế là hợp kim nhôm đúc toàn khối này, nguyên khối này, cho độ bền tốt nha, xài lâu ít rơ và ít nóng máy hơn, tản nhiệt đương nhiên nó sẽ cao hơn so với nhựa nha. Rồi máy thì thiết kế là 100% dây đồng, hàng chính hãng của công ty Osaka nên là mình yên tâm. Đó rồi dây nguồn dài khoảng 1 mét mấy, gần 2 mét nha, 1 mét mấy à, tháo ra luôn đi. Đó cái phần này á, đó chắc khoảng hơn mét tí xíu à. Đó rồi cái phần này là hàng mẫu nên là anh chị mình mua thì Bảo review thôi nha, cho anh chị mình xem. Đó với một mức giá rất là tốt nè, mà lưỡi lớn mình có thể là cắt được sắt vuông 48 50 cho con máy này, tuyệt vời luôn. Công suất máy cao nè, đó giúp mình tải máy cũng như là tì đè cắt sắt Y sắt V thì Bảo test quá trời nhiều luôn, nên là anh chị cũng biết đến thương hiệu này nhiều. Mà mức giá tối ngày hôm nay nó tốt quá so với mức giá cũ, thì anh chị nào á cần một sản phẩm nè, máy cắt sắt lưỡi lớn 355, công suất 2.300 W, thương hiệu Osaka, một công nghệ Nhật mà mức giá rất là rẻ, thì có thể chọn mua con này. Nó cũng không thua kém những công ty mà Bảo review tầm giá là 1.500.000 đô la đâu nha. Rồi muốn đặt hàng hoặc là hỏi thêm những thương hiệu máy cắt sắt khác bên Bảo có rất là nhiều, thì mình liên hệ trực tiếp qua 3 số điện thoại trên màn hình nha. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay. Chương trình giảm giá máy cắt sắt Osaka công nghệ Nhật tối ngày hôm nay